chào các bạn. Đây là một chiếc iPad mới các bạn. Thì các bạn biết là hiện tại iPad nó có 4 dòng. Thứ nhất là dòng Pro ha. Dòng Pro này nó có hai kích thước, rồi dòng E, đó, dòng E. Còn đây là dòng iPad thôi chứ không có Pro, không có E nữa. Và một dòng nữa là Mini. Đó, 4 dòng. Cái đây là iPad. Đó, đây các bạn. Sản phẩm chính hãng này các bạn thấy ha, nó ghi là iPad chứ không có Pro, E hay Mini gì hết. Và đây là thế hệ thứ 9 rồi các bạn. Đây là bản Wi-Fi 64 mà mình khui hộp ra, mình để trưng bày tất cả các cửa hàng để mọi người có thể ghé trải nghiệm. Thì sẵn mình quay clip luôn cho nó các bạn dễ hình dung, ở xe dễ hình dung. Và năm sản xuất là năm 2021 ha. Rồi, thay vì mình khui ra trưng bày thì mình sẵn quay một cái clip nhanh để các bạn ở xe hình dung cho vui thôi, chứ cũng không có gì đặc biệt cái phiên bản này các bạn. Đó, một chiếc iPad chính hãng thế hệ thứ 9. Đây là phiên bản Wi-Fi thôi. Đó, thật ra thì nó cũng không có thay đổi gì về mặt thiết kế các bạn. Đây là cái màu xám cũng khá đẹp ha. Hồi xưa mình cũng có xài một cái ha. Bây giờ mình đã đổi qua cái Pro rồi. Thì cái điểm mà chưa nâng cấp là cái camera vẫn còn chút xíu siêu ở đây các bạn ha. Thì sau là logo iPad và cái thiết kế của nó vẫn là cong cái vóc góc ha, cong cái tất cả cái đường. Trong khi đó thì cái iPad Pro nó vuông vức, nó rất là đẹp ha. Cái cổng sạc các bạn, nó vẫn còn cái cổng cũ à, các cái loại iPad Pro nó đã qua cổng C hết rồi. Thì ông này vẫn còn Lightning, hai cái dãy loa đây. Nói chung là cái thiết kế nó vẫn cũ, cái chỗ này tiếp xúc với cái bàn phím các bạn. Và tất cả góc đều nó bo cong hết. Jack 3.5 vẫn còn đây, và đây là nút nguồn. Đây, để mình mở máy lên ha. Cái này thì thật ra không có gì đặc biệt các bạn. À, các bạn nhìn thấy cái viền màn hình nè, dày ha. Vẫn còn cái bàn phím. Vẫn còn cái vân tay ở đây, nút home kim vân tay, và camera trước cũng nhỏ xíu nằm đây. Đây các bạn vào cái trang web của Apple ha, thì các bạn sẽ thấy cái iPad mới này nó chạy con chip là A13 Bionic các bạn. Đó. Ngoài cái việc mà nâng cấp con chip mạnh lên để chạy cho nó mượt mà, thì cái máy này không có cải tiến gì nhiều các bạn ha. Cái khung, cái viền màn hình các bạn thấy rất là dày. Phím home ngày xưa vẫn còn đây, và cái vân tay vẫn ở đây. Viền dày lắm. À, nhìn nó cũ lắm các bạn ha. Nhưng được cái là gì? Nó nhẹ, nó chip mạnh, và cái thiết kế của nó bầu bỉnh, đó, mỏng, giúp cho mình cầm cũng mượt cái tay. Mượt tay các bạn. Và nó như một cái sản phẩm lâu nay rồi, rất là quen thuộc, cho nên mọi người thích cái phím home ở đây và thích cái vân tay ở đây thì người ta sẽ chịu cái sản phẩm này các bạn. Đó, giá nó mềm. Các bạn sinh viên, học sinh có thể dùng cái máy này được, nếu mà không cần phải nâng lên cái iPad Pro. Đó, giá sản phẩm này chính hãng thì đã lên kệ chính thức rồi các bạn. Đó, iPad 10 nè, 2021 nè, bản Wi-Fi 64GB, giá chỉ có 10.9 thôi. Các bạn thấy giá rất là tốt ha, giá rất tốt. Và cái bản Wi-Fi cộng 4G nó chỉ giá 13.990 thôi. Một cái sản phẩm giúp các bạn học hành, làm việc khá là hợp lý các bạn. Đó, ngoài ra thì những cái chức năng khác, những tính năng khác nó cũng không có gì đặc biệt lắm ha. Nó cũng tương tự như những cái sản phẩm khác đang có trên thị trường thôi. Đó, mình khui ra để các bạn dễ hình dung một cái iPad thế hệ thứ 9. Nó vẫn như vậy. Và nó thiết kế vẫn y chang như ngày trước các bạn ha. Chỉ thay đổi cái phần cứng bên trong thôi. Rồi, cái sản phẩm này mình để trưng bày tất cả cửa hàng ha. Các bạn có nhu cầu trải nghiệm những cái sản phẩm iPad, những cái sản phẩm Apple chính hãng thì sau thường những cái video mình khui ra là sẽ bắt đầu trưng bày hết. Mời các bạn ghé các cửa hàng Mai Nguyên để vọc vạch những cái sản phẩm này. Còn giá cả hoặc là muốn tham khảo về sản phẩm chi tiết thì các bạn đọc ở trên website Mai Nguyên, cũng như cái đường link mình để đó, mainguyen.vn/apple, thì nó sẽ có những thông tin chi tiết hơn. Rồi, kết thúc video rất nhanh ở đây. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.